Cái thẻ SDXC nha, đừng có mua SDHC, nó sẽ giới hạn dung lượng quay nha, đó nên mua cái thẻ như vậy đó, để xài ok tốt hơn. Chắc ở đây, chắc ở đây quay vô cái máy nè. Rồi ok, đây là cái chỗ để bỏ thẻ nhớ và thẻ pin vô. Rồi đây là tôi bỏ thẻ nhớ vô trong đây ha, bỏ thẻ nhớ vô. Rồi pin thì chú ý thì nhớ các bạn nhìn cục pin vô thì thấy chỗ để thôi. Rồi khóa lại rồi. Rồi ok, tiếp theo đó là mình sẽ nhấn nút nguồn, đúng on off đây. Đèn xanh hiện lên rồi, rồi mình mở kính ra. Đây, nó sẽ kêu mình hẹn ngày giờ, múi giờ thì mình ok mình hẹn luôn. Nếu các bạn tháo pin ra là nó sẽ mất đi cái thời gian nha, nên nếu mà bạn để pin cũng được, nhưng mà nếu không xài lâu quá thì nên tháo tháo pin ra chứ không nên để. Rồi thời gian Bangkok, Jakarta, Hồ Chí Minh, ok mình chọn ngày tháng năm nha, ngày tháng năm. Rồi hôm nay là ngày năm, nay ngày năm tháng 12 năm 2019. 19 bây giờ là 21 giờ 38 phút, 28 giờ 38 phút. Rồi ok, rồi xác định xong, ok bắt đầu vô. Đây là ở, nếu mà nó để ở chế độ này, khi mà nhìn thấy cái này là cái đầu chụp hình đây nè, là đầu chụp hình. Nếu các bạn muốn quay thì bạn nhấn vô cái nút này, cái nút màu đỏ như đây, nhấn nút cái nút màu đỏ vô đây để quay. Rồi thì rồi cái nút trên này là những người nào mà bị cận á, có thể mình sẽ điều chỉnh cho nó phù hợp với ánh mắt với người nào bị cận, thấy không? Rồi cái này bấm vô đây, bấm cái nút này thì mình sẽ live view trên màn hình, live view trên cái nút, trên cái chỗ live view nha. Nếu nút đây thì nó sẽ thể hiện trên màn hình của mình, máy này không có cảm ứng nha. Còn disk này là nó có thông tin của tấm ảnh, chẳng hạn như mình chụp tấm ảnh nó ra như thế nào thì mình nó sẽ hiện ra cái thông tin. Chẳng hạn giờ tôi chụp tấm ảnh này đi, rồi tôi coi lại tấm ảnh đó, coi lại tấm ảnh đó thì nó sẽ ra cái thông số của tấm ảnh đó, là gồm chụp với tốc độ nhiêu, khẩu độ và ISO nó như thế nào, và nó tự auto hết nha, bởi vì mình để chế độ auto, nên chế độ auto. Cái nút màu xanh A trên đây là chế độ auto, cái chữ B cũng là chế độ auto, S là chế độ ưu tiên tốc, A là ưu tiên khẩu, M là mình tự mình chỉnh hết toàn bộ ha, manual á. Rồi còn những cái nút ở đây thì như là phong cảnh đây là chân dung rồi chụp ban đêm rồi xin cảnh ha, mình có thể mình tùy theo những cái hiệu ứng mà mình muốn chụp như thế nào mình chụp. Nhưng mà theo tôi thì thôi nên để chế độ P, để độ auto đi ha, cho nó tiện, cái gì nó cũng nhanh gọn nữa. Rồi được chưa, thấy nó hay không?